Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrows Beauty nhé. Và hiện giờ thì trên tay mình đang là tư liệu của một bạn khách hàng tên là Dung tới từ Hà Nội. Và như mọi người có thể quan sát này, hôm nay là bạn Dung tới DK để trải nghiệm cái dịch vụ phun môi bên mình. Thì hiện tại đây chúng ta đang được nhìn thấy là khuôn mặt và cũng như là màu môi của bạn Dung trước khi làm dịch vụ phun môi nhé. Môi của bạn Dung thì khuôn môi rất là xinh, khuôn môi trái tim này, nhỏ nhắn này. Và ngoài ra thì bạn có cái ưu điểm là môi của bạn ấy không thâm nhiều. Đấy, màu môi cũng khá là hồng. Nhưng tuy nhiên đây ạ, mọi người nhìn thấy nhé, cái da môi của bạn Nhung thì hơi nhăn. Và ngoài ra thì cái da môi nó có vẻ là khá căng và mỏng. Hôm nay thì trong quá trình làm môi thì cái da môi của bạn ý khá là nhạy cảm. Nên là chuyên gia trong quá trình làm cũng đã phải rất là khó khăn, cũng như là trợ thêm một vài lần tê cho bạn đấy, để có được cái sản phẩm như hiện tại. Thì bây giờ thì mình sẽ cho mọi người theo dõi cái tình trạng môi của bạn Dung ngay sau khi mà vừa mới thực hiện xong, cũng như là chúng ta cùng lắng nghe những cái trải nghiệm của bạn ấy sau khi mà làm dịch vụ phun môi tại DK nhé. Vâng ạ, đây chính là sản phẩm của bạn ấy. Dung ơi, Dung có thể chào các bạn đang theo dõi livestream một câu có được không ạ? Xin chào các bạn. Không biết là cảm nhận của Dung hôm nay khi mà đến trải nghiệm dịch vụ của bên mình như thế nào? Khi mà đặt chân đến cơ sở của bên mình thì Dung có nhận xét gì không? Em thấy hài lòng ạ. Em thấy các bạn làm việc rất là chuyên nghiệp ạ. Vậy hôm nay thì với cái tình trạng nền môi của mình cũng như là da mặt của mình ấy, thì Dung được các chuyên gia bên mình tư vấn cho cái màu môi gì? Màu môi của em là đỏ cam. Màu đỏ cam cũng là một trong cái tông màu rất là hot của DK. Chính bản thân mình cũng đang phun cái màu môi đỏ cam đấy ạ. Màu môi này là cái màu môi rất là tươi này, nó phù hợp cho hầu hết tất cả các mọi lứa tuổi cũng như là màu da của khách hàng. Vậy hôm nay thì trong quá trình làm đấy, không biết là Dung có cảm thấy đau rát hay là khó chịu gì không? Lúc đầu thì em cũng cảm giác là nó hơi châm chích ạ. Xong về sau thì có bạn chuyên kia làm cho em thì bạn ấy ủi tên, cảm giác nó không đau nữa. Vâng ạ, có nghĩa là trong quá trình làm đấy, với những cái cơ địa môi như mình có tư vấn đấy, bởi vì cái da môi của bạn ấy thì khá là mỏng và nhạy cảm, cho nên là khi làm thì có thể là mình sẽ cảm thấy là hơi gian rát một chút xíu, nhưng mà mọi người cứ yên tâm nhé. Với những cái tình trạng da như vậy thì chỉ cần các bạn là ra dấu hiệu của chuyên gia thôi, là ngay lập tức chuyên gia bên mình sẽ trợ thêm tê nước vào để cho khách hàng không bị đau nữa, nên là mọi người hãy yên tâm khi mà làm dịch vụ tại DK nhé mọi người nhé. Thế không biết là trong quá trình làm môi cho mình thì bạn là chuyên gia bên mình, thái độ của bạn ấy làm việc như thế nào? Dung có thể chia sẻ cho các bạn đang xem livestream được biết không? Bạn cũng tư vấn nhiệt tình, vui vẻ, có gì không hiểu thì bạn cũng trả lời. Vâng ạ. Thế không biết là trước khi mà tới DK là Dung đã có tìm hiểu qua những cơ sở nào khác chưa? Em chưa. Vậy lý do gì mà Dung lại lựa chọn DK để tới làm dịch vụ vậy? Em có theo dõi trên Facebook ạ. Cũng được một thời gian rồi, cảm giác là tin tưởng ạ. Thấy nhiều đẹp ạ, nhiều hình ảnh đẹp ạ. Vâng ạ. Vậy không biết là cảm nhận của Dung sau khi làm dịch vụ xong thì như nào? Mình có háo hức mong đợi cái màu môi của mình sau khi bong ra không? Em có. Vâng ạ. Em mở ống kính quan sát là tình trạng môi của bạn Dung giúp em một xíu nhé. Đây như mọi người có thể nhìn thấy ạ, môi của bạn Dung vừa mới làm xong này, môi rất là khô, không hề bị chảy nước mô cũng như là chảy máu nhiều như chúng ta thường nghĩ. Bởi vì có nhiều chị em thường lo lắng rằng là làm môi ấy là sẽ bị chảy máu rất là nhiều, chảy nước mô rất là nhiều và môi sẽ rất là sưng nữa. Nhưng mà như mọi người có thể quan sát nhé, môi của bạn Dung này ngay sau khi vừa làm xong thì khuôn môi đã rất là đẹp rồi ạ. Nó chỉ hơi mọng lên một chút xíu như là chúng ta tiêm filler thôi. Và ngoài ra thì bởi vì các chuyên gia tại DK làm theo công nghệ vi chạm của châu Âu, chỉ đi mực và kim ở lớp đầu tiên của bề mặt da thôi, nên là có thể hạn chế được tối đa cái việc gây tổn thương cho môi, là môi bị sưng nề này. Và ngoài ra thì như mọi người nhìn nhá, màu môi rất là trong ạ, màu môi tươi cực kỳ luôn. Nếu như mà môi bị chảy máu ấy, thì là nó sẽ bị thâm, bị sẫm lại đúng không ạ? Nhưng mà hiện giờ là trên môi của bạn Dung là chỉ có mực thôi. Và mực này đã được đưa xuống dưới bề mặt da rồi nhá. Khoảng tầm từ 3 đến 4 ngày là cái môi này nó sẽ bong ra. Và sau khi bong ra thì Dung lưu ý giúp mình là màu mực có thể sẽ còn hơi nhạt, hoặc là nó chưa được đều thì mình cũng đừng lo, bởi vì mực của DK thì sử dụng mực của Đức, trong thành phần mực nó không có chì nên là mực sẽ đẩy dần lên nhá. Và sau 60 ngày thì bên mình sẽ có lịch nhắc để mời Dung qua kiểm tra cũng như điều chỉnh thêm nhé. Và cảm ơn Dung hôm nay đã tin tưởng tới DK để làm dịch vụ. Cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Và nếu như bạn nào mà đang quan tâm tới dịch vụ phun môi cũng như các dịch vụ khác của bên mình thì nhớ inbox trực tiếp cho fanpage DK Eyebrows Beauty hoặc gọi điện vào hotline 0911 310000 để được tư vấn thêm nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào mọi người.